Trong chuyên mục ý kiến chuyên gia kỳ này thì chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi ngắn giữa phóng viên FPNC và ông Phạm Trọng Thực, Vụ trưởng Vụ Năng lượng mới và Năng lượng tái tạo thuộc Tổng cục Năng lượng Bộ Công Thương xung quanh một số vấn đề mà cơ quan này đang giải quyết nhằm thúc đẩy năng lượng gió tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh giá thu mua điện được cho là còn quá thấp, khiến cho nhiều nhà đầu tư án minh bất động chờ chính sách mới về giá điện trong nhiều năm qua. Dạ thưa ông, như ông có chia sẻ thì hiện tại đối với ngành điện gió Việt Nam thì có 3 vấn đề đang bị hạn chế. Cụ thể thì trong chương trình hành động mà Cục Năng lượng đang trình với Chính phủ thì 3 vấn đề này được giải quyết cụ thể ra sao ạ? Thủ tướng Chính phủ vừa rồi thì có 2 cái quyết định rất quan trọng để phát triển cái năng lượng tái tạo quốc gia. Thứ nhất là cái quyết định 2068 ngày 25 tháng 11 năm 2015 về chiến lược phát triển năng lượng tái tạo quốc gia và cái quyết định 428 về điều chỉnh quy hoạch điện 7. Với cái mục tiêu của Chính phủ đến 2020 thì cái điện gió thì đạt 800 mê. Thì đây là một bài toán cũng rất là khó với Việt Nam trong cái hiện tại, vì hiện nay giá điện bình quân của chúng ta so với khu vực trên thế giới là tương đối thấp. Do vậy là Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương là xem xét rồi đánh giá những cái dự án hiện tại đang được phát triển tại Việt Nam để có cái đề xuất Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh cái giá điện mới cho nó phù hợp với cái mặt bằng chung, cũng như là cái giá điện làm sao mà đủ hấp dẫn nhà đầu tư có cái lợi nhuận hợp lý. Dạ thưa ông, nói cụ thể hơn về vấn đề giá thu mua điện của Chính phủ hiện nay được quy định ở mức khoảng 7,8 cent một kWh. Đã không ít lần các chuyên gia cũng như là các doanh nghiệp cho rằng là với mức giá 10,4 cent một kWh ở Việt Nam thì doanh nghiệp mới có lời. Khoảng cách giữa 7,8 cent và 10,4 cent khá là cao. Vậy thì liệu đối với chương trình hành động lần này thì mức giá đề xuất bao nhiêu ạ? Thực tế các chuyên gia thì họ đưa ra cái giá đó thì là theo cái đánh giá của họ, với hai là với cái xuất xứ là công nghệ của châu Âu cũng như là công nghệ của Mỹ, và hai là cái xây dựng và lắp đặt cũng như là chi phí nhân công là thuộc ở các nước phát triển. Chứ còn Việt Nam thì theo chúng tôi đánh giá thì cái mức giá đó thì cũng là không chưa phù hợp trong giai đoạn này. Bộ Công Thương thì vừa rồi cũng có một cái nghiên cứu rất là cụ thể với 3 cái dự án đã được thực hiện ở Việt Nam. Ví dụ như dự án điện gió Phú Lạc, điện gió dự án Bạc Liêu và dự án điện gió ở Phú Quý của Bình Thuận. Thì 3 cái dự án này thì đang vận hành và có cái hình thức đầu tư cũng như lãi vay rất là khác nhau. Thì chúng tôi đã lập một cái tổ liên ngành gồm có Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài nguyên Môi trường. Qua cái đánh giá lại cái tổng mức đầu tư của 3 cái dự án này thì chúng tôi thấy là có những cái chung là phần thiết bị thì đều phải nhập khẩu. Và cái xây dựng trong nước thì có thể là đấu thầu, có thể là chỉ định thầu và có thể là tự xây dựng. Thì cái mức tổng mức đầu tư thì tôi nghĩ nó cũng thấp hơn với cái bình quân của thế giới. Cho nên là Bộ Công Thương đề xuất Thủ tướng Chính phủ một cái giá mà theo tôi là cũng là hợp lý, với cái cơ sở là chúng tôi tính toán cái giá điện mà để cho nhà đầu tư có cái lợi nhuận, tức là IRR khoảng 12%. Và với cái lãi vay mà chúng tôi đang tính là khoảng 8,5%. Dạ thưa ông, thì mức giá này cụ thể sẽ được điều chỉnh lên bao nhiêu được coi là hợp lý ạ? Hiện nay thì đề xuất của Bộ Công Thương thì là đang trình Chính phủ, thì chúng tôi cũng không được tiết lộ chi tiết về cái giá này. Và tôi nghĩ là Thủ tướng trong thời gian tới mà phê duyệt thì các bạn sẽ thông tin trên báo chí cũng như là website của Bộ Công Thương thì sẽ đăng tin đầy đủ, vì trong quá trình trình thì chúng tôi cũng chưa được phép công bố cái giá điện này. Dạ thưa ông, một trong những vấn đề được nêu ra nữa đó chính là về tỷ lệ nội địa hóa đối với lại công nghệ trong ngành điện gió. Vậy thì Cục Năng lượng có đặt mục tiêu cụ thể hay là có những cái chương trình nào về việc thu hút doanh nghiệp tư nhân tham gia vào mảng công nghệ trong ngành điện gió Việt Nam? Với cái chiến lược lần này mà chúng tôi đề xuất ấy là tăng cái tỷ lệ nội địa hóa của cái thiết bị điện gió lên. Và mới đây nhất thì các bạn đã biết là Bộ Công Thương đã ký với GE một cái MOU phát triển khoảng 1.000 MW điện gió ở Việt Nam. Thì trong đó là phấn đấu là trong cái 1.000 MW đó thì cái tỷ lệ nội địa hóa của Việt Nam phải chiếm được 60%.
Đấy, cho nên là nếu như mà chúng ta làm được cái này thì tôi nghĩ là một bước phát triển rất lớn về cái công nghiệp phụ trợ cho cái ngành năng lượng cũng như ngành điện gió. Trước đây thì chúng ta đã có một số những cái nhà máy, ví dụ như là nhà máy sản xuất máy phát của GE tại Hải Phòng, để một nhà máy sản xuất cột thép của UBI ở Hải Dương, rồi cột gió ở Vũng Tàu và nhiều những cơ sở khác, hoặc là những cái thiết bị về cáp điện hoặc là những cái phần khác, thì tôi nghĩ là hoàn toàn là các doanh nghiệp Việt Nam có thể làm được. Thế cho nên nếu như mà chúng ta có một cái chiến lược hợp lý và có cái chính phủ quy định cái hỗ trợ cái thuế cho các doanh nghiệp mà nội địa hóa ở Việt Nam để sản xuất cho các thiết bị gió cũng như là các thiết bị năng lượng, thì tôi nghĩ là rất là tốt và có nhiều khả quan. Dạ vâng, xin cảm ơn ông.